Kian Channel. Wow, các bạn có nhiều đồ chơi quá vậy. Con cá màu cam, rồi con cá màu tím nữa. Các bạn sướng nha. Sao có nhiều đồ chơi quá vậy? À, đây là quà tặng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi của mình đó. Chị hai mình tặng cho mình nè. Ngày lễ quốc tế thiếu nhi là ngày lễ của tụi mình mà, cho nên mình phải có quà thôi. Con cá robot này hay lắm. Con cá này mình bỏ vô trong nước, không cần mở công tắc, không cần làm gì hết, là cá tự động bơi đó. Wow, các bạn sướng quá nha. À, còn mình cũng vậy nè. Mình được con cá robot màu tím. Nó bơi được trong nước mà nó lại có đèn nữa đó. Mấy bạn sướng thiệt. Ngày lễ thiếu nhi mấy bạn được tặng quà, mình chẳng được tặng quà gì hết. Thôi, Chibi Trắng đừng buồn. Chibi Trắng chơi chung với tụi mình cũng được mà. À, cảm ơn. À, tới trưa rồi, mấy bạn về nhà ăn cơm rồi. Thôi, mình đi vô nhà. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Hồi sáng chị hai có cho mình 10 yên, để bây giờ mình bỏ vô ống heo. À quên, cái này không phải ống heo, cái này là cái hũ để đựng tiền, nhưng mà là hình con ếch. Hồi Tết mình có tiền, mình mua được cái hũ đựng tiền tiết kiệm này đó. Cho con ếch ăn đồng tiền. Ăn đi ếch, ăn đi ếch. Nhà mình nghèo lắm. Chị hai vừa phải đi làm, vừa nuôi chị ba đi học, rồi vừa nuôi Út nữa, nên chị hai không có nhiều tiền. Để mua quà tặng, mình phải bỏ tiền tiết kiệm vô trong đây. Mình đợi đủ tiền, mình sẽ mua một món đồ chơi mình yêu thích nhất. Đó là bộ đồ chơi công viên nước. Tới 3.000 yên lận, là khoảng 800.000 đồng Việt Nam lận đó. Mình phải để dành mỗi ngày. Mỗi ngày chị hai cho tiền mình để mình ăn bánh, mình không ăn, mình cất vô trong đây. Nhưng mà mỗi ngày có 10 yên à, biết chừng nào mới được 3.000 yên. Lâu quá. À, mình biết rồi. Mình đã có cách để kiếm được nhiều tiền. Thôi mở ra, lấy 10 yên ra trước. 10 yên chính là tiền Nhật đó mấy bạn. Thôi, mình phải đi ra tiệm đồ chơi mới được. Đây là chú chó robot. Mình mới thuê được ở tiệm đồ chơi đó. Mình thuê với giá 10 yên. Bây giờ mình sẽ dùng chú chó robot này để kiếm tiền thôi. Thông báo. Các bạn nhỏ gần xa ơi, ở đây có một chú chó robot rất là dễ thương. Chú chó biết nói chuyện, chú chó biết chào hỏi, biết ăn và biết cảm ơn nữa. Nhưng mà chú chó robot này chỉ biết ăn đồng tiền thôi, không có biết ăn cơm. Hiện giờ chú chó tội nghiệp này đang bị đói bụng lắm. Các bạn hãy giúp chú chó này nha. Thông báo. Gì vậy? Cái gì vậy Chibi Trắng? Con chó này làm sao biết nói biết ăn được? Ừ, vậy mới hay. Con chó này thông minh lắm. Nó được gọi là con chó robot mà. Nó biết cảm ơn nữa đó. Thiệt không? Mình chẳng có tin đâu. Không tin thì bạn làm thử đi. Con chó này nó biết ăn đồng tiền đó. Bạn cho vô thử đi là sẽ biết liền thôi à. Sao mà khó tin quá. Chó đang đói. Ờ, nó nói gì? Đúng rồi. Đâu cho ăn thử nè. Cho ăn đi. Nó đang ăn kìa, nó đang ăn đồng xu kìa. Thì mình đã nói rồi mà. Xin cảm ơn. Wow, nó còn biết cảm ơn mình nữa chứ. Sao hay quá vậy? Con chó này thiệt là thông minh. Thấy chưa, mình đã nói rồi mà. Con chó này thông minh lắm. Nó rất là lễ phép, ngoan ngoãn nữa đó. Trời ơi, nó cảm ơn mình. Nó còn khen mình xinh đẹp nữa. Ôi, mình thích quá à. Mà từ sáng giờ mẹ cho có 50 yên à. Bây giờ mình đâu còn tiền nữa đâu. Mình muốn cho con chó này ăn tiếp quá. Thấy nó tội nghiệp quá à. Gì? Chuyện gì vậy Chibi bạn? Nè, bạn qua bạn xem. Con chó này thông minh ghê luôn. Sao, nó làm sao mà thông minh? Chó đang đói. Nè, nó biết nói chuyện thấy chưa? Nó đói là nó biết nói đói đó. Xong rồi mình cho đồng xu vô, nó ăn xong nó còn biết cảm ơn nữa đó. Làm sao con chó này mà biết nói được chứ? Con chó này chỉ là robot thôi mà. Đâu, đưa mình thử coi. Mình có 100 yên luôn nè. Mình bỏ vô là biết liền. Ừ, bạn bỏ vô đi là bạn biết liền thôi. Nè, chó ơi, ăn đi. Hả? Nó ăn được kìa. Sao nó ăn được hay vậy? Cảm ơn chị Chibi dễ thương. Nó cảm ơn mình kìa. Nó còn khen mình nữa chứ. Ôi, mình thích quá. Chó đang đói.
chó đang đói. Hả? Chó nó không còn đói bụng nữa hả? Ừ, con chó này đói bụng dữ lắm. Nó ăn hoài cũng không thấy no luôn á. Nó đói bụng hoài à. Hả, tội nghiệp quá vậy. Và thế là chuyện chú chó robot biết nói chuyện, biết ăn được mọi người thông báo lẫn nhau, cho nên các em bé trong toàn khu phố đều biết hết. Hả hả hả, cái gì, con chó này biết ăn đồng tiền hả? Đâu đâu, đưa mình xem. Nghe nói nó còn biết khen tụi mình đẹp gái nữa phải không? Ừ, đúng rồi, mình cho con chó ăn nó khen mình đó. Đâu, đưa mình cho thử coi. Cho 10 yên nè. Công nhận hay quá, hay quá. Nó ăn hết rồi kìa. Cảm ơn chị Chibi hiền lành tốt bụng. Nè, đây là tiền ăn bánh bánh của chị nè. Chị cho em chó ăn luôn đó. Còn đây là tiền ăn kem của chị nè. Hả, nó ăn hết luôn rồi. Tiếp tục. Đây, tiền của chị Chibi vàng. Cảm ơn chị Chibi hiền lành tốt bụng. Công nhận hay quá. Còn đây là tiền của chị nè. Tiền này là chị để chị mua trứng bất ngờ đó. Công nhận hay quá. Nó ăn hết rồi kìa. Mình thấy tội nghiệp, chó này tội nghiệp đáng thương quá. Đố bụng dữ vậy hả? Nè, cho thêm em chó nè. Ây da, hụt rồi. Nè, cho em chó một lần hai đồng xu luôn. Không biết em chó ăn như thế nào ha. Không biết có biết ăn không nữa. Wow, hai đồng xu cũng biết ăn luôn. Nhưng mà ăn hơi lâu. Còn nữa không? Còn tiền nữa không? Hết rồi. Nãy giờ tiền mình bỏ vô hết rồi. Đâu còn đồng nào nữa đâu. Nè, chuyện gì mà mấy bạn tụ tập đây đông quá vậy? Chuyện gì vậy? À, Chi Chi Bi tím nha cô. Mấy bạn nhìn xem, bạn chó này tội nghiệp đáng thương lắm. Mà còn biết khen tụi mình nữa đó. Bạn chó này đang đói bụng. Đói bụng hả? Vậy để mình về nhà mình lấy cơm cho bạn chó ăn. Không phải đâu, bạn chó này chỉ biết ăn đồng tiền thôi. Hả, chó mà biết ăn đồng tiền hả? Nè, hồi sáng mẹ mình mới cho mình 500 yên lận. Để bây giờ mình cho con chó này ăn thử nha. Chó đang đói, cho ăn đi. Cảm ơn chị TV giàu có tốt bụng, đẹp gái đáng yêu. Hả? Hay quá. Nó khen mình mà nó còn khen mình giàu có nữa. Con chó này thông minh ghê thiệt. Đâu, đợi A cô thử. A cô cũng có 500 yên nè. Để A cô cho con chó ăn thử nha. Nè chó ơi, ăn đi. Cảm ơn chị TV giàu có tốt bụng. Con chó này thông minh quá à. Mình cho tiền càng nhiều nó càng khen mình giàu có đó. Mà còn khen đẹp gái nữa chứ. Các bạn ơi, hãy thương bạn chó này. Đến cho tiền bạn chó này để bạn chó ăn đi. Và thế là tin đồn này được lan truyền đi khắp mọi nơi. Tất cả các em nhỏ từ xóm trên tới xóm dưới đều tụ tập về và cho em chó này ăn những đồng tiền được ba mẹ cho để mua bánh kẹo. Và mọi người tụ tập rất đông đến buổi chiều tối của ngày hôm đó luôn. Ôi thôi, tối rồi, mình đi về nhà thôi. Và các bạn thấy thế nào? Chị Bì Trắng thông minh ghê chưa? Chỉ cần suy nghĩ ra như vậy là đã có rất là nhiều tiền luôn. Thôi, bây giờ mình bắt đầu mình tính thử hôm nay mình thu nhập được bao nhiêu nha. Để coi mình có bao nhiêu tiền. 500 yên cộng 500 yên là 1.000. 100 yên, 50 yên, 10 yên. Wow, chỉ có một ngày thôi mà mình đã kiếm được 2.500 yên luôn. Là gần 600.000 Việt Nam đồng đó. Ha, lần này mình giàu to rồi. Mấy bạn thấy Chibi Trắng có thông minh không nè? Bây giờ nếu mình tiếp tục làm như thế này nữa thì chẳng mấy chốc là mình sẽ giàu có lên thôi. Mình lại suy nghĩ ra được một ý tưởng làm giàu mới nữa rồi. Ngày mai mình phải thực hiện mới được. Bang. Hôm nay bắt đầu một ngày mới. Mình đã thuê thêm một em chó nữa là hết 10 yên nữa. Bây giờ sẽ được hai em chó luôn. Hôm qua có một em chó à, mấy bạn chen lấn để cho em chó ăn. Hôm nay mình thuê hẳn luôn hai em chó để cho mấy bạn tới mấy bạn cho ăn luôn. Xin chào chị Bi Hồng. Ồ chị Bi Trắng, bữa nay tới hai em chó luôn hả? Tới hai em chó lận. Hai em chó nào cũng đang đói bụng hết. Ủa mấy bạn kia đâu hết rồi? Mình không biết nữa. Mấy bạn đó hôm nay đi đâu rồi? Hôm nay mình chỉ được mẹ cho có một yên à. Thôi để mình cho em chó ăn để em chó đói bụng. Nè cho em chó nè.
Cảm ơn chị Kibi xinh đẹp. Ơi, mình thích quá. Mình thích bạn chó này khen mình đẹp gái. Mình thích quá. Mình muốn cho em chó kia ăn nữa mà mình không có tiền. Ý, trời mưa. Trời mưa rồi. Hả? Sao hôm nay xui quá vậy? Mình thuê hai em chó lận. Mới thu được có một yên là trời mưa rồi. Ơi, không. Mình bị lỗ rồi. Các bạn ơi, em chó robot biết ăn đồng tiền đó chính là đồ chơi mới của Na đó. Đây là hũ tiết kiệm hình con chó robot. Con chó này rất là hay nha. Nó biết đói nè. Nó đói bụng, nó đòi ăn. Rồi sau đó mình cho tiền vào trong cái khay đồ ăn của nó thì con chó nó sẽ ăn thiệt là ngon miệng luôn. Ăn xong rồi nó còn biết cảm ơn mình nữa. Và loại đồ chơi này có tới 5 kiểu lận. 5 kiểu bạn chó khác nhau luôn. Và ở đây Na mua được hai hộp đồ chơi là hai bạn chó có cái lông màu trắng và lỗ tai màu đen. Con chó robot này hay lắm. Nó ăn nó sẽ rung, đôi mắt nó cũng lắc qua lắc lại và lỗ tai nó cũng lắc qua lắc lại luôn đó mấy bạn. Đây, chó này hình như gọi là chó đốm đúng không mấy bạn? Con chó đốm nó có cái lông màu trắng và có những cái đốm màu đen nè. Con chó luôn đứng trên cái hộp này. Khi nó ăn tiền thì đồng tiền sẽ rơi vào trong cái hộp. Và cái hộp này sẽ giữ tiền cho mình đó. Ơi, chú chó này lại than đói bụng rồi. Mình có một đồng tiền nè, để Na cho bạn chó ăn nha. Cảm ơn. Wow, bạn chó này thông minh quá. Nè, tự nhiên là mình lắc qua lắc lại thì con chó này nó cũng chuyển động và lắc lư theo luôn đó. Và khi mình muốn lấy tiền tiết kiệm ra thì mình chỉ cần mở cái nắp này ra và mình nghiêng tiền thì tiền nó sẽ rớt ra nè. Rồi, cho chó ăn lại nè. Cảm ơn. Hay quá. Các bạn hãy mua bạn chó này về để mình giữ tiền tiết kiệm đi nha. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh trang channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Na yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi Na đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.